hôm bữa mẹ đã xức dầu rồi, mà bây giờ ngày nào thì mẹ cũng kêu là xức dầu, kêu cha xức dầu hết. À, thì bây giờ con nghĩ như vậy, bây giờ con sẽ mua. Không, nhưng mà bây giờ mỗi lần kêu cha thì nhiều khi khó, thì giờ con sẽ ra chợ con mua nguyên cái bình dầu đó, lúc nào mẹ muốn xức là con lấy dầu con đổ vô đó. Rồi rồi thí dụ mà mẹ thích thì mẹ uống luôn, uống dầu luôn. Chứ gọi cha lắm. Con mua bình dầu rồi, ví dụ con mà có bị gì con tự con sức luôn. Con ăn chắc ấy thì muốn lên thì đàn con uống luôn, uống nguyên bình dầu luôn. Điên rồi. Thằng này nó không có tỉnh táo, đầu óc nó không có tỉnh táo mày nhỉ. Không tỉnh táo, sức dầu là gì?